Trước tình trạng phương tiện từ cầu Nguyễn Tất Thành thường xuyên tông vào giải phân cách khi xuống dốc cầu, ngành chức năng thành phố Hồng Ngự vừa tiến hành lắp đặt giải phân cách mới và tổ chức lại giao thông tại khu vực này. Vì vậy, người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo để đi đúng và đảm bảo an toàn. Cụ thể, phía bờ phường An Lộc, ngành chức năng thành phố Hồng Ngự đã lắp biển báo cấm ô tô rẽ trái và quay đầu tại dốc cầu. Các phương tiện cần di chuyển đến vị trí cách đó 70m. Hướng về phía Ủy ban dân thành phố để thực hiện quay đầu và rẽ trái. Việc phân luồng giao thông tại dốc cầu này nhằm để hạn chế xung đột giao thông giữa phương tiện trên cầu và đường Trần Phú, nhất là trong thời gian cầu Hồng Ngự đang xây mới, lưu lượng người và xe qua lại cầu Nguyễn Tất Thành tăng cao. Do mới triển khai nên một số lái xe chưa chú ý đến biển báo nên vẫn có tình trạng ô tô quay đầu tại khu vực cấm. Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để người tham gia giao thông nhận biết để đi đúng theo quy định. Về lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm thông qua công tác tuần tra kiểm soát trực tiếp kết hợp với hình ảnh ghi nhận từ camera giao thông đối với các trường hợp không chấp hành biển báo hiệu.